cùng với toàn thành phố, đến nay người dân quận Liên Chiểu đã trải qua 9 ngày thực hiện ai ở đâu ở đó để ngăn chặn dịch COVID-19. Những ngày qua, nhu yếu phẩm đã được cung ứng kịp thời cho người dân, đặc biệt đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đã được địa phương nhanh chóng hỗ trợ để họ yên tâm ở nhà chống dịch. Từ Huế vào Đà Nẵng để làm phụ hồ. Những ngày giãn cách, vợ chồng và hai đứa con người đàn ông này phải ở tạm lán trại. Biết được khó khăn của gia đình, ngọn lượng sâu củ quả chuyển đến trước đó. Mới đây, địa phương đã hỗ trợ thêm 10 kg gạo và các nhu yếu phẩm khác. Từ ngày đợt dịch tới giờ là bên chỗ chính quyền địa phương rất là quan tâm bên chỗ là bên chỗ công nhân, bên chỗ công trình, các công trình xây dựng, đặc biệt là bên chỗ em. Cho bên chỗ em rất là nhiều thứ, đặc biệt là rau củ quả, mì tôm với gạo, trứng, dầu ăn rất là kịp thời. Ngoài trường hợp của anh Việt, trong đợt này, thông qua đường dây nóng, tổ phản ứng nhanh của phường cũng đã kịp thời hỗ trợ khó khăn cho 478 hộ và một số trường hợp yếu thế khác. Song song với việc phòng chống dịch thì ban phường tập trung cho công việc là cung ứng thực phẩm trên toàn địa bàn phường, trong đó đặc biệt chú trọng đến cái đối tượng chính sách, người có công, hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo và những đối tượng khó khăn. Song song đó nữa thì chúng tôi cũng tập trung rà soát những cái trường hợp như là học sinh, công nhân, sinh viên cũng như là công nhân xây dựng ở các lán trại. Vẫn đặc thù là địa bàn có lượng công dân và sinh viên thuê trọ đông, nên trong những ngày thực hiện giãn cách, quận Liên Chiểu đã tăng cường vận động, huy động nhiều nguồn lực khác nhau để kịp thời giúp đỡ cho các trường hợp khó khăn. Các đường dây nóng đồng thời với các tổ phản ứng nhanh từ quận đến phường được thiết lập từ ngày 16 tháng 8 cho đến nay đã hỗ trợ 3.365 trường hợp khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền là 400 triệu đồng. Cùng với đó, mặt trận và các đoàn thể cũng đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác cho người dân. Cái lực lượng công nhân lao động trên địa bàn quận Liên Chiểu rất lớn. Đây là một trong những nhóm mà có khả năng là thiếu nguồn lương thực dự trữ. Và sau 7 ngày thực hiện giãn cách thì cái nhu cầu, cái lượng hàng hóa dự trữ trong người dân cũng đã ít. Do vậy, quận cũng đã lưu ý việc này. Và trong thời gian vừa rồi, các địa phương, các phường, các tổ dân phố thường xuyên rà soát những cái trường hợp mà thiếu lương thực, thực phẩm, trường hợp khó khăn thì hỗ trợ kịp thời. Hơn 7.000 đơn hàng nhu yếu phẩm được cung ứng đến tận các gia đình. Hàng ngàn trường hợp khó khăn, các đối tượng yếu thế được hỗ trợ kịp thời.